Hay mình ngồi chỗ này luôn ha. Ngồi đây lát tắt nắng thì mới mát. Bây giờ nắng lắm, mình vô trong kia ngồi cho mát. Em tưởng là anh sẽ chiều ý em, chấp nhận che nắng cho em chứ. Ngồi đây cũng được. Em có hiểu lầm gì đúng không? Anh nghĩ mình chỉ là đồng nghiệp trong công ty. Nếu mà anh nói vậy á thì em yên tâm rồi. Em chỉ tính thử anh thôi. Con gái tụi em á nhạy cảm lắm. Nếu mà anh có tình ý gì cho em, em khó xử lắm. Anh muốn qua đó ngồi hả? Vậy thì mình qua bên đó. Thôi, cứ ngồi đây đi. Ngồi đây được mà. Cho anh món này. Em gọi gì thêm không? Dạ được rồi. Anh ăn món gì em ăn món đó. Dạ anh. Anh nghĩ là nếu có một người ga lăng muốn che nắng cho em như vậy thì em nên chấp nhận yêu người đó. Không lẽ anh nghĩ là đàn ông chỉ che nắng cho người mình yêu thôi hả? Vậy những người ga lăng thì sao chứ? Ga lăng thì rất nhiều người, nhưng mà ga lăng tới mức còn che nắng như vậy thì rất hiếm. Em tìm thấy rồi đó. Ai vậy? Anh Sơn. Hôm trước em thấy mấy anh chị đi ăn chung, ngồi ở đây luôn nè. Em thấy anh Sơn quan tâm chăm sóc chị Linh dữ lắm. Vậy hả? Ừ. Anh cũng không để ý nữa. Em thấy trong công ty mình có nhiều bạn nữ ngưỡng mộ anh Sơn dữ lắm. Nghe đầu ảnh chưa có bạn gái nữa. Uổng quá ta, không biết chừng nào mới tới lượt mình. Ảnh vừa đẹp trai vừa chu đáo. À, hồi mà đám cưới của anh, ảnh lo từng ly từng tí luôn. Nhân viên ở đó còn tưởng ảnh là chú rể không à. Anh Sơn á, ảnh nói với em là muốn cho chị Linh có một lễ cưới hạnh phúc nhất. Quá trời anh Sơn yêu Linh. Bao lâu nay mình đúng là sơ ý quá. Cứ nghĩ là anh Sơn cũng như mình, xem Linh như là em gái. Chuyện tình ba người này chắc chắn là sẽ thú vị hơn hai người. Không biết khi ghen tuông mất đoàn kết thì nội bộ ba người này có xào xáo rồi lộ ra bí mật gì đó không ta? Có phải nơi đây trong ta nay đang phủ kín muôn sắc hoa, thoáng chốc quên đi đau thương, nghe theo giọng nói ngây thơ.